Hồ sơ khủng long số thứ 5 đã quay trở lại sau ít nhiều những ngày nhường chỗ cho các series khác. Và để mở đầu cho video ngày hôm nay, mình xin cảm ơn bạn Khánh Devil3516 đã đóng góp ý tưởng cho nhóm chúng mình. Các bạn thực khách của Uncheck Share có yêu cầu về loài sinh vật nào cứ mạnh dạn đặt món tại quầy order của chúng mình nhé. Hãy bấm đăng ký kênh và xếp hàng chờ những video tiếp theo. Còn bây giờ, video xin phép được bắt đầu. Dù cho trận chiến của hai loài này sẽ không bao giờ xảy ra khi chúng sống ở những thời đại khác nhau, nhưng loài khủng long này đã nhiều lần được đưa lên bàn cân so sánh với khủng long bạo chúa T-Rex. Vậy loài khủng long đó là gì? Trong video này, mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu về Giganotosaurus, gã khổng lồ phương Nam luôn là đối trọng của T-Rex trong phim, trong giới khoa học và cả trong những người tìm hiểu về khủng long như tất cả chúng ta. Cùng bắt đầu video thôi nào! Giganotosaurus có nghĩa là loài bò sát khổng lồ phía Nam, là một chi khủng long Theropoda thuộc họ Carcharodontosauridae sinh sống trên trái đất khoảng 98 triệu năm về trước, vào thời kỳ Cenomania cuối kỷ phấn trắng, trên lãnh thổ mà ngày nay là Argentina. Theo như số liệu trên Wikipedia thì Giganotosaurus là một trong những chi khủng long ăn thịt lớn nhất. Nó lớn hơn Tyrannosaurus rex nhưng lại nhỏ hơn Spinosaurus. Hóa thạch đầu tiên của những con vật này được phát hiện vào năm 1993 bởi một công nhân tên là Ruben Carolini ở Patagonia. Carolini sau đó đã liên hệ với các nhà khoa học Rodolfo Coria và Leonardo Salgado, những người đã nghiên cứu những phát hiện này và đặt tên cho loài là Giganotosaurus carolini. Dựa trên những đặc điểm giống với người họ hàng, Carcharodontosaurus saharicus ở Bắc Mỹ nên nó được thêm vào đại gia đình Carcharodontosauridae. Họ Carcharodontosauridae lần đầu tiên được mô tả bởi nhà khảo cổ nổi tiếng người Đức Ernst Rohmer vào năm 1931. Ban đầu, Carcharodontosauridae chỉ gồm một loài duy nhất, đó chính là Carcharodontosaurus saharicus. Điểm phác họa đầu tiên là về kích thước. Như tất cả các sinh vật cổ đại khác, kích thước của Giganotosaurus phụ thuộc vào những mẫu vật thu thập được. Nó được xem là một trong những loài động vật có kích thước khổng lồ nhất trong thế giới cổ đại. Tuy nhiên, đây chỉ là một sự phỏng đoán của các nhà khoa học vì đến nay vẫn chưa tìm được bộ xương hoàn chỉnh. Theo công bố mới nhất từ trang The Sauropodomorph Lab Blog, thì chiều dài của chúng dài khoảng 12m, nặng 8 tấn, trong đó hộp sọ dài từ 1,5 đến 2m. Những ước tính này dựa trên phương pháp sử dụng tập lệnh Python tích hợp cùng công nghệ đồ họa từ các lát cắt. Nhưng những ước tính này đến từ một website không chính thống, nên phiền các bạn hãy xác thực lại giúp chúng mình nhé. Điểm phác họa thứ hai là về đặc điểm ngoại hình. Giganotosaurus có phần đầu dài và cổ dài. Chúng có 4 chi nhưng chủ yếu di chuyển bằng hai chân sau. Hai cánh tay ngắn, nhỏ có 3 móng vuốt sắc nhọn hình lưỡi liềm giúp chúng giữ và kéo con mồi lại gần. Ngoài ra, cánh tay của chúng còn giúp chúng đùa giỡn vui vẻ với đồng loại. Giganotosaurus tuy không phải là loài khủng long có hộp sọ lớn nhất, nhưng hộp sọ của nó phát triển dài, mặt sau hơi dốc, thuận lợi cho chúng thực hiện những chức năng săn mồi. Tuy nhiên, chúng lại có một bộ não nhỏ đến lạ thường, đôi khi chỉ bằng một quả chuối. Do vậy, Giganotosaurus được cho là kém thông minh hơn so với đồng loại sống cùng thời, hầu như việc săn mồi diễn ra theo bản năng của chúng mà thôi. Giganotosaurus sở hữu hàm răng đều tăm tắp với 10 chiếc răng dài khoảng 20cm, liên tục thay mới trong quá trình sinh trưởng. Nhờ phần cổ chắc chắn cùng hàm răng chắc khỏe giúp cho loài vật này tung ra những vết cắn chính xác, sâu và hiểm. Theo ước tính, lực cắn do con mồi này phát ra có thể đạt tới 24.000 Newton, qua đó giúp chúng xô ngã con mồi một cách dễ dàng. Giganotosaurus có hai chân sau to, khỏe là hai chiếc trụ chính nâng đỡ cơ thể, giúp chúng di chuyển. Tuy cơ thể có phần quá cỡ và cồng kềnh, nhưng nhờ sự cân bằng giữa phần đầu và phần đuôi giúp đôi chân sau có thể chống vững.
Tốc độ chạy của Gigantosaurus xác định là vào khoảng 20-30 km/h. Vậy có ai tò mò rằng làm cách nào để các nhà khoa học xác định được khoảng cách chính xác như vậy? Điều đó nhờ vào hình thái học, nghĩa là lập mối tương quan giữa chiều dài chân và trọng lượng cơ thể để từ đó mô phỏng tương tự. Nếu tốc độ chạy của Gigantosaurus vượt trên 50 km/h thì cơ thể của nó sẽ mất thăng bằng và tạo ra một cú ngã lớn. Do ngoài chân ra không còn bộ phận nào chống đỡ cơ thể nên khi ngã nó sẽ bị thương rất nặng, thậm chí dẫn đến tử vong. Sau khi ngã, nó cũng không thể tạo được điểm tựa để có thể đứng dậy. Theo ước tính từ các nhà khoa học thì Gigantosaurus có hơn 76 chiếc răng và trong số đó có khoảng 10 chiếc răng dài 20 cm nằm tăm tắp tạo thành một hệ thống mũi dao sắc nhọn cắt xẻ con mồi. Phần cằm hàm dưới được gia cố chắc chắn để phần hàm trên được mở rộng tối đa. Phương thức săn mồi của Gigantosaurus vô cùng man rợ và độc ác. Gigantosaurus giết con mồi bằng cách cắn mạnh, răng xé con mồi cho đến khi mới thôi. Thức ăn của chúng thường là thịt động vật, có thể là những chú khủng long khác loài. Những phát hiện gần đây đã chứng minh rằng khủng long Gigantosaurus có thể đi săn mồi theo nhóm. Liên minh này giúp chúng phối hợp cùng tấn công những mục tiêu có kích thước lớn hơn. Đây là một nhầm lẫn xuất phát từ cách phát âm tên gọi của nó. Trong tiếng Hy Lạp cổ đại, Gigantosaurus được dịch thành Gigas là khổng lồ và Notos là phía phương nam. Saurus có nghĩa là thằn lằn nên người ta quen gọi nó với cái tên thằn lằn khổng lồ phương nam. Trước đây, khi chưa có sự ra đời của chi Acarodontosauridae thì khủng long bạo chúa T-Rex được xem là loài có kích thước dài nhất. Nhưng thời gian gần đây, khi những mẫu hóa thạch được tìm thấy đầy đủ hơn thì nhiều nhà khoa học đã cho rằng Spinosaurus có thể sẽ xoán ngôi T-Rex để trở thành loài khủng long có kích thước lớn nhất từ trước tới nay. Trên thực tế thì giới khoa học vẫn chưa xác định được chính xác vị trí của Gigantosaurus trong bảng xếp hạng này vì bộ xương hóa thạch của chúng vẫn chưa được dựng hoàn chỉnh, khiến việc ước tính kích thước trở nên rất khó khăn. Càng tìm hiểu, càng nghiên cứu về những sinh vật và những điều tự nhiên thuở xa xưa, ta mới thấy lịch sử rộng lớn và vô tận biết bao nhiêu. Còn rất nhiều thứ về thế giới thời tiền sử mà chúng ta chưa thể khám phá hết. Những chú khủng long tuyệt chủng này có điều gì mà hấp dẫn con người chúng ta cho đến tận hàng trăm triệu năm về sau đến vậy? Vừa rồi, mình đã gửi đến các bạn video về Gigantosaurus, một chi khủng long Theropoda thuộc họ Carcharodontosauridae, sinh sống trên trái đất khoảng 98 triệu năm về trước. Loài khủng long có biệt danh là gã khổng lồ phương Nam. Một lần nữa cảm ơn ý tưởng của bạn Khánh Devil3516. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, có thể để lại cho chúng mình một like và một chia sẻ video đến nhiều người hơn nữa. Các bạn cũng có thể yêu cầu mình làm về những loài sinh vật nào đó mà các bạn yêu thích ở dưới phần bình luận. Các bạn cũng có thể ủng hộ chúng mình nữa bằng cách thông qua những thông tin ở phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại!